Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh Vina Star TV. Mình cũng đã làm rất nhiều về chủ đề về vật liệu xây dựng và lam nhôm có lẽ là cái phần mà chúng ta thường quan tâm nhất trong các công trình xây dựng bởi nó có tính thẩm mỹ cao cũng như là độ bền tốt. Thì hôm nay mình cũng muốn giới thiệu với các bạn một loại lam nhôm, đó chính là lam nhôm chắn nắng hình thoi hay còn gọi là hình elite. Các bạn có thấy cái cắt của nó đây không? Nó có hình elip đúng không ạ? Và nó được làm từ nhôm hợp kim cao cấp và cái độ dài mét dài của nó thì là 6 mét. Về công nghệ sơn thì là sơn tĩnh điện và có nhiều màu sắc, màu trắng này, màu bạc này hay là vân gỗ, tùy theo cái sự lựa chọn màu sắc của chúng ta. Và kích thước thì có bản 100, bản 150, 200, 250. Nó có rất là nhiều bản khác nhau. Và cái độ dày của nó thì cũng từ 1mm cho đến 3mm. Thì mình muốn cho các bạn xem bản vẽ đấy ạ. Đây là bản vẽ của lam nhôm hình thoi. Đây, như bản 200 thì độ dày là 1,8mm. Và giá của loại lam nhôm này thì cũng tương đối cao, dao động từ 180 cho đến 250 tùy vào cái kích thước chúng ta đặt mua. Và ưu điểm của cái loại chớp nhôm này thì có thể lắp chuyển động và mở quay ở mọi góc độ. Cái việc đóng kín ý, thì đóng kín được như vậy thì có thể giúp chúng ta giảm được cái chi phí, không cần phải làm thêm cái vách kính bên trong nữa. Đây là cái mặt cắt mà hình thoi có thể chuyển động. Về ứng dụng của loại lam nhôm này thì thường là chúng ta lắp ở trong tòa văn phòng đúng không ạ? Trường học này, bệnh viện hay là các cái trung tâm thương mại, nhà ga, sân bay. Về ưu điểm thì mình cũng đã nói ở rất nhiều video trước rồi, đó chính là nó ổn định và hấp thụ cái âm thanh, giảm tiếng ồn, chống cháy, không bị oxy hóa và cái độ bền màu của nó cao bởi vì nó được sơn bằng nhôm tĩnh điện. Thế cho nên là cái lớp sơn của nó bền. Nó cũng chịu nước này, chống thấm này, chống ẩm tốt. Và cái khả năng cách nhiệt tốt ấy, chống nóng cao. Bởi vì đặc tính của nhôm ấy là hấp thụ nhiệt theo chiều thuận. Ngoài ra thì nó cũng cản bụi này, hay là giảm bớt cái tiếng ồn từ môi trường bên ngoài. Cái trọng lượng của nó nhẹ cho nên là dễ thi công, bảo dưỡng và vệ sinh. Chúng ta có thể lắp đặt này và ứng dụng vào nhiều cái vị trí mặt tiền của công trình. Nó sẽ giúp chúng ta là tiết kiệm được cái chi phí điện năng này cũng như là bảo dưỡng. Tuy nhiên thì cái chi phí đầu tư ban đầu nó cũng khá là cao. Tuy nhiên thì khi mà chúng ta làm những cái công trình lớn thì cái việc vệ sinh này, bảo dưỡng gặp nhiều khó khăn và tốn kém cái chi phí. Nếu mà chúng ta sử dụng lam nhôm, tuy cái chi phí ban đầu nó hơi cao một chút nhưng mà cái độ bền của nó cao và chúng ta không phải sửa chữa và bảo dưỡng nhiều. Bên cạnh đấy thì nó cũng sẽ giúp bảo vệ cái chất lượng công trình được tốt hơn. Từ đấy thì sẽ tiết kiệm cho nhà đầu tư rất là nhiều. Và trên đây là video mình giới thiệu về lam nhôm hình thoi. Và các bạn muốn được tư vấn này hay là xem những cái sản phẩm về lam nhôm khác thì có thể truy cập vào website hay liên hệ vào số điện thoại mình có để dưới phần mô tả. Và đừng quên cho mình subscribe để có thể theo dõi những cái video mới nhất của mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.